chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Vlog Cuộc Sống ở Châu Âu. Đây là mùa thu của Phần Lan. Và chúc các bạn có một ngày xem video thật vui vẻ. Đây là con đường mình thường xuyên đi tập thể dục mỗi ngày của thành phố Turku. Đây là con đường Hamminkatu thuộc thành phố Turku của Phần Lan. Và mỗi buổi chiều của mùa thu thì bầu trời rất là trong xanh và tươi đẹp. Chúng tôi thường đi bộ và thể dục vào mỗi buổi chiều, các ngày từ thứ hai cho đến chủ nhật trong tuần và cả những ngày cuối tuần.
mang chút thu buồn. Từ khi em đi mùa thu xanh sao úa tàn. Mây, sao mây vẫn trôi nhanh về miền thương nhớ. Có lúc ta chỉ mong tìm về chốn bình yên, lánh xa những nỗi muộn phiền, quên chuyện cơm áo. Thank you.
thời gian chúng tôi đi thể dục và ngắm cảnh và quay video cho các bạn xem, thì bây giờ chúng tôi đã trở về đến con đường Hamen Katu, nơi mà chúng tôi sinh sống. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi đến hết video. Hãy like và subscribe, ủng hộ mình để mình có động lực ra nhiều video tiếp theo hay cho các bạn cùng xem nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.